Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em mơ được gặp chàng. Hay quá. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em vẫn mơ được gặp anh. Tăng 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 tăng. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em mơ được gặp chàng. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua vẫn mơ được gặp anh. Có gì khác không? Có gì khác không? Khác 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 chỗ này nè. Người ơi biết không, đêm qua em mơ rằng mơ trong giấc mơ luôn có anh. Người ơi biết không, đêm qua em mơ rằng mơ một giấc mơ luôn có anh. Điệp khúc đi, điệp khúc đi. Nhưng mà tại sao cái thằng cháu nội của ba tao ngồi bên kia đó à, ê, nghe nè, thằng cháu nội đó, cháu nội của ba mày là gì của tao mày? Là con của tao với mày á. Là tại cái thằng cháu nội ba tao là con của tao với mày à. Mà bây giờ kêu bắt đóng là ba của mày, tức là ba chồng của ba tao. Mày thấy rối chưa? Quy, tao nói mày nghe nè, tao nói mày ngồi xuống đây, tao nói mày nghe nè. Mới đầu tao tính nhân vật á, tao tính nhân vật là tao không có dối đâu. Tự nhiên mày dịch lại vậy giờ cho nó dối làm chi vậy? Buổi lễ trân trọng của chúng tôi sẽ chào đón sự xuất hiện của hoàng tử đến từ Hàn Quốc. Wow, oppa, một sự xuất hiện rất là đặc biệt. Và sau đây là sự xuất hiện của hoàng tử đến từ Thái Lan. Không làm gì hết. À, một sự xuất hiện cũng hết sức là hoành tráng đúng không vậy? Và sau đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là công chúa của Vương quốc của chúng tôi. Xin mời công chúa. Cái mặt nó gớm dễ sợ. Trời ơi. Thôi rồi, nghỉ luôn đi. Nghỉ. Cái gì vậy hả Hoàng Dân, cái gì vậy? Có vụ mà bắt nhà không bắn không xong mới lần sau. Dạ, từ từ để thần giải quyết cho. Ai vậy? Ai vậy Hoàng Dân? Bình tĩnh. Tao biết gì, tao nuôn quá. Bình tĩnh công chúa, đây là hoàng tử đến từ Hàn Quốc. Để thần qua thần hỏi coi có cảm nhận gì về công chúa không nha. Hàn Quốc à? Đúng rồi. Trời ơi, mê lắm, mê trai đẹp Hàn Quốc lắm. Ở nhân là sử dụng, cảm xa mít thờ. Anh nói gì vậy? Hoàng tử nói là hay. Rồi gì nữa? Hết. Ủa sao kỳ vậy? Cái nói quá trời nói luôn mà dịch ra có một chữ vậy? Cái ngôn ngữ Hàn Quốc nó lạ lắm. Nói nhiều nhưng mà cô đọng lại. Còn một chữ một thôi. À vậy hả? Dạ dạ. Uống rượu đâu ra vậy? Không, đây là hoàng tử đến từ Thái Lan. Ồ, Thái Lan à. Quá trời, hay quá. Khó đi dài, khó đi quá. Mời công chúa bước qua đây để thần hỏi cảm nhận của hoàng tử từ Thái Lan. Chào anh Khab. Khab. Ủa, nói gì vậy? Nói gì vậy? Hoàng tử bị vướng cục đờm nên là bây giờ khạc cái cục đờm được rồi. Bây giờ mới nói được nè. Nói đi. Khạp. Nói gì nữa vậy? Hoàng tử Thái Lan nói là ngài ta thức giấc vào một buổi chiều nắng đầy mưa. Hoàng tử quyết định cưỡi trên một con ngựa bạch mã có bộ lông màu đen tuyền. Ngài băng rừng vượt suối, ngài đi đến đây, ngài rất là thoải mái khi mà khạc được cuộc đàm ấy. Và ngài phải thốt lên một chữ hay.
Ồ, thấy nó có hai chữ khắp rùm thôi mà dịch cho nguyên câu nhà toàn luôn hả? Đúng rồi, ngôn ngữ nó lạ lắm, nhiều khi người ta nói ít mà cái nghĩa nó nhiều lắm công chúa à. À, nhiều lắm hả? Đúng rồi. À, bây giờ vậy đi, bây giờ một trong hai thằng, thằng nào là chồng của ta nói đại đi, nôn quá rồi. Chồng gì? Ngán rễ mà. Hồi sáng giờ lột được hết được hai thằng đúng không? Giờ thằng nào không mấy hút luôn hai thằng à, được không? Không không, bữa nay không phải kén rễ. Sao vậy? Mà hôm nay là công chúa phải biểu diễn cho người ta chọn công chúa. Ủa sao kỳ vậy? Ủa mà cho hỏi là nãy giờ làm gì vậy? Hồi nãy giờ thằng Hiếp múa quá trời luôn. Múa hả? Múa hả? Múa múa sao không nói? Ai biết nãy giờ tưởng làm DJ. Ờ ta nghe đánh đàn là ta chấm tính đậu rồi, tự nhiên nói múa múa nói trước tiên để ta tháo cái nhà nãy giờ thấy gì đâu. Trời ơi. Con cho tháo mắt kiến ra được chưa? Ờ tháo mắt kiến ra đi. Ủa ông cũng đeo mắt kiến luôn hả? Đeo chưa? Ờ vậy tháo mắt kiến ra đi. Cái cha nội này rảnh, hoàng tử này rảnh. Xin giới thiệu với hai hoàng tử, đây là công chúa của nước chúng tôi. Hai hoàng tử nói gì nữa vậy? Dạ hai hoàng tử bàn với nhau là định đưa nhau đi trốn đó công chúa à. À nó nói chung là không có đi đâu hết. À ngồi ở đây chờ diễn tiếp. À diễn tiếp. Thôi bây giờ hồi nãy giờ là không coi múa gì được hết đúng không? Đúng rồi. Không mấy bây giờ hát được không? Được à. Hát ha. Hát ha. Biết rồi, biết rồi, bài hát này hay lắm nha. Dạ. Sau đây thần thiếp xin hát bài hát được mang tên Đêm qua anh mơ gặp em. Ồ, hay ạ. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em mơ được gặp chàng. Hay quá. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em vẫn mơ được gặp anh. Tăng 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 tăng. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua em mơ được gặp chàng. Đêm qua em mơ được gặp anh. Đêm qua vẫn mơ được gặp anh. Có gì khác không? Có gì khác không? Khác 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 chỗ này nè. Người ơi biết không, đêm qua em mơ rằng mơ trong giấc mơ luôn có anh. Người ơi biết không, đêm qua em mơ rằng mơ một giấc mơ luôn cần anh. Điệp khúc đi, điệp khúc đi. Hết rồi đó, hết rồi đó, hết rồi đó. Bây giờ tại vì giờ đội của anh thấy được cái tiềm năng tiềm ẩn của em, cái tài năng của em nó đang lên lắm. Đúng đang rồi, lên lắm. Đang lên. Nhưng mà nó bị vướng nên nó không có lên tới được. Ủa nó nghe là vướng chỗ nào vậy Trang? Vướng mỏ mày á. Ồ nó lên tới đây tự nhiên nó vướng mỏ dội xuống nó phình cái bụng ra. Tới với đội của anh sẽ tém, có cách tém cái mỏ em vô để lên tới ốc luôn. Có cách luôn hả? Có cách. Nhưng mà là bằng cách nào? Anh sẽ đưa em về quận 6. Ở đó em rất thích ăn cháo. Anh với em sẽ cùng nhau đốt pháo. Nhưng ở đó có rất nhiều nhà báo. Anh đã nói là không sao. 23 tháng 1 anh sẽ được gặp ông Táo. Trời ơi, hai người thiệt là tào lao. Thôi mà không có sao. Không sao gì. Đấy đó, bây giờ là người ta lôi kéo công chúa. Còn giờ ông có cách nào để ông lôi kéo lại không? À em nè, hôm nay là ngày thứ 6. Thôi ông bỏ luôn đi. Ông về đây luôn đi. Ông về đây luôn. Nhà ngươi đang làm cái gì đó? Nắm tay công chúa à? Đứng ở đâu? Đứng ở... Đó. Đậu. Như vậy là con đã đậu rồi đó đậu. À, nãy giờ quên giới thiệu tên tôi. Tên tôi là tên Đậu. Và lễ ép hôn giữa tôi và công chúa xin được phép bắt đầu. Nhạc lên ơi, nhạc lên ơi, nhạc lên ơi. Mày đâu? Chém nữa nè, chém nữa nè. Cái gì vậy? Chém nữa, chém nữa. Cái gì? Cái gì? Con gái, con gái. Ở xuống, ở xuống, nghỉ. Không tầm đó. Nghỉ đi, nghỉ đi. Ủa gì kì vậy? Sao vậy? Mày nghĩ sao vậy Đen? Hả? Hai đứa mình là hai vợ chồng. Mày đi thi đấu trường Tiểu Lâm, mày bắt tao lên diễn á thì tao đồng ý rồi. Mày nghĩ sao mày lôi ông già tao lên? Hả? Ba là ba ba chồng của mày mà đóng vai phò mã là lấy mày, mày tính lấy ba tao hả? Hả? Mày ngu quá đậu. Bây giờ tao hỏi mày đậu. Bây giờ tao hỏi mày nha. Ví dụ bây giờ á, ổng đang là ba mày đúng không? Đúng rồi. Ba mày có nghĩa là ba chồng của tao đúng không? Đúng rồi. Bây giờ tao ép ổng vô đóng vai chồng của tao mày chịu không? Mày ngu vậy? Đúng không? Cái đó tạm chấp nhận được đi. Nhưng mà tại sao cái thằng cháu nội của ba tao ngồi bên kia đó? Ê, cái này nè, thằng cháu nội đó, cháu nội của ba mày là gì của tao mày? Là con của tao với mày á. Hiểu không? Là tại cái thằng cháu nội ba tao là con của tao với mày. Mà bây giờ kêu bắt đóng là ba của mày, tức là ba chồng của ba tao. Mày thấy rối chưa? Quy, tao nói mày nghe nè, tao nói mày ngồi xuống đây, tao nói mày nghe nè. Mới đầu tao tính nhân vật á, tao tính nhân vật là tao không có dối đâu. Tự nhiên mày dịch lại vậy giờ cho nó dối làm chi vậy? Ủa nhưng mà quan trọng cái vấn đề là mày kêu người nhà chưa đủ sao mày kêu luôn hàng xóm người ngoài tới thi giùm luôn hả? Tao nói mày biết trước nha, tao chơi người nhà không chứ tao không chơi hàng xóm nha. Vậy chứ ông khứa này ai?
Ê, qua nói nghe mày. Mày đâu xuất hiện này vậy? Dạ, vốn dĩ là người Việt Kiều Thái Lan. Mày Việt Kiều Thái Lan hả? Dạ, Việt Nam tìm vợ, tưởng đây tìm được vợ vô thi. Ai về tập kịch hả?